Đây là khu vườn của mình. Sau những trận mưa ngập lụt thì cây đã chết hết, chỉ còn có cây mướp là sống nổi thôi các bạn. Và đây là những cây mùng tơi và cây dưa leo mình đã trồng trở lại. Và kia là những cây cà chua èo uột. Mình tiếp tục đi về hướng này. Đây là cây mướp của mình đang lên mùng tơi và mướp. Đây, chăm chậu. Đây những cây cải bẹ xanh, xà lách già, và đây là một cây chanh. Mình sẽ ra cho coi khu vườn của mình. Hai dây bầu của ba mình trồng rất tốt. Đây, hai dây bầu và những dây mốp. Mốp cây này lên rất tốt. Mình đi một vòng mình sẽ cho các bạn xem. Đây là cần nước một chị trong nhà thờ đã cho ba mình. Đây là dây bầu đây các bạn. Dây bầu mình trồng trong bánh xe. Đây là dây mướp. Mình tiếp tục đi về hướng này. Đây là những chú vịt lúc trước mình mua 5 đồng một con. Mình đã thịt một con, còn ba con vịt và một cái hồ nước. Đây là cây dưa gang mình trồng trong bánh xe. Dưa gang mình trồng trong bánh xe ở đây. Đây dưa gang. Còn đây là cây cải tầng ô đã ra bông. Đây là mùng tơi các bạn. Mùng tơi mình đã trồng để ăn với mướp. Còn ở cái chậu này mình đã trồng lại những cây bí đao. Đây là cây cần nước rất tốt cho sức khỏe nên mình cố gắng mình trồng. Ở đây này, cây mướp của mình đang lên này. Đây là bí đao mình đã trồng lại bởi vì những con sâu đã cắn khóa hết. Và đây là giáp cá mình trồng rất ít, bây giờ lên rất nhiều ra hoa nữa. Đó là cây dền đỏ mình đã mua 2,5 đồng ở chợ Việt Nam. Đây là chậu hành mình trồng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video về khu vườn của mình. Các bạn vui lòng nhấn nút like hoặc subscribe để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn.